Lian, bảo hiểm trụ cột gia đình, hân hạnh đồng hành cùng hành lý tình yêu. Thưa quý vị, phụ nữ họ không chỉ yêu bằng tai, bằng mắt đâu, họ còn yêu bằng trực giác và chính trải nghiệm của mình. Và cô gái của chúng ta ngày hôm nay đã đưa ra quyết định, chúng ta còn lại hai hành khách và bây giờ sẽ là hành lý bất ngờ. Xin được chào đón cô ạ, đến với chuyến bay của hành lý tình yêu của cô cả. Cháu nhìn về tướng mạo thôi, cháu chưa cần ấy là cháu biết là cô là phụ huynh của ai rồi. Cô xin giới thiệu, cô là Phạm Thị Ánh Tuyết, cô là mẹ của Quỳnh Thanh Phong. Cháu xin được hỏi cô thế này, cái câu quan trọng nhất đây này. Cô nhìn sang bên phải đi ạ. Wow. Nếu đây là bạn gái của con cô thì cô thấy sao? Cô duyệt không? Nếu là bạn gái của con cô thì rất là vinh hạnh. Cô Duyệt đúng không Duyệt. Ạ? Cô thấy cái điều gì ở cô gái này mà cô Duyệt? Cô nhìn thấy khuôn mặt của cháu này là rất là dễ thương. Dễ thương. Tầm một. Hai nữa là dáng dốc cũng đẹp, đẹp. Nhỏ nhắn, nhỏ xinh xắn. Xinh xắn. Cũng tương xứng với con của cô. Cô ok liền. Cô ok liền. Cô ok liền. Cô ok liền. Rồi, hay quá. Thay mặt phim đoàn, cháu cảm ơn cô đã dành thời gian để đến đây để đồng hành với em Phong. Và đương nhiên là cô tới đây không phải để kể tốt về con mình rồi, bởi vì tốt nó không phải là một bí mật. Đúng, đúng. Mà sẽ kể những cái điều mà không ai biết về Phong. Và bây giờ chúng cháu đang lắng nghe cô đấy ạ. Cô kể một cái bí mật đáng nhớ của Phong. Cách nay là khoảng 4 năm gì đó. Hôm đó hai hot girl của Phay ở trên mạng xã hội nổi loạn phố bộ khủng hoảng lắm cả. Bởi vì Phong? Phong à. Thì hôm đó thì Phong cũng có đi, chơi chung. Thì hai bên ấu đả thì Phong là nam giới mà chưa có biết cái sự việc gì, Phong cũng binh, cái cô bạn gái đó. Binh một cô? Cô một cô. Thì ấu đả với phố bộ quá trời rần rần. Thì có trật tự với lại công an cái nọ thì mới giải tán dân. Nhưng mà đưa mấy người này lại về lên phường. Lên công an phường. Gây mất trật tự nơi công cộng. Đúng. Vô tình hôm đó thì đưa lên công an phường lại ngay cái chỗ ba Phong làm việc. Nhưng mà hôm đó ba Phong trực mà ba Phong không xuất hiện. Lát là bắt đầu cũng có mời cô lên thì cái gì, cô lên cô mới chứng kiến cái sự việc đó. Thì cô ký giấy của bộ lãnh cho Phong về. Vâng, như vậy là đã từng bị công an bắt. Những ai nghĩ rằng Phong không mạnh mẽ sẽ phải nghĩ lại bởi bí mật này. Có nghĩa là đã từng bị công an bắt vì gây rối trật tự công cộng. Rồi. Ẩu đả, gây rối. Cháu cảm ơn cô đã tới đây để đồng hành với em và chia sẻ về chuyến bay của cháu. Chúc cô sức khỏe và thật nhiều may mắn ạ. Và một chàng trai dám ẩu đả chỗ đông để bảo vệ một người phụ nữ thì em thấy sao? Em thì không cho đó là hành động bốc đồng đâu. Em nghĩ là cái hành động đó nó cũng đúng không? Là khá là mạnh mẽ. Khá là mạnh mẽ nam tính đúng không? Rồi. Vậy là gọi là bí mật bất ngờ, nói xấu nhưng mà thành ra lại đang làm tốt đây này. Đúng là những người mẹ mà luôn nói xấu con mình nhưng mà để cho con mình tốt hơn. Cô vẫn đang thắc mắc một chi tiết. Đó là hồi nãy là kể ra là ẩu đả với hai người, có hai người phụ nữ hot girl trên mạng gì đó, nói chung mạng xã hội đánh nhau vì Phong. Thì Phong bảo vệ một người mà gây ra ẩu đả, nghĩa là Phong đánh người phụ nữ còn lại hả? Dạ không ạ. Là hai bạn hot girl trên mạng xã hội hot fay đấu đá nhau, thì bạn gái em mới là một người đó, thì em mới binh bạn đó. Thì là trong hai hot girl là một hot girl là bạn gái của dạ, đúng rồi. Một người, trong hai người là bồ cũng là bạn gái của bạn của em. Và em binh theo cách nào? Dạ em binh theo cách là em ra em sẽ đứng sau lưng để hai bạn nói chuyện, nhưng mà lúc đó phố đi bộ rất đông, cả ngàn người tập trung ra phố đi bộ luôn. Dạ vâng. Kiểu hẹn nhau đấy. Làm sao mày như thế nào, mày giỏi mày đi ra đây đi. Này, mày nghĩ là tao sợ mày à? Mày ra đi nhá, đúng giờ đấy nhá, ở chỗ này nhá. Rồi lên công an phường. Kiểu đấy. Nếu mà không có em thì chắc chắn hai bạn đã ẩu đả. Là cản thôi hả? Bây giờ thử nhá. Chúng ta đặt Hoàng Yến là một hot girl. Harry là một hot girl. Và Harry đi là bạn gái của em. Nào, mời hai hot girl ra đây ẩu đả một tí đi. Round 1. Vâng,
quý vị, ngày hôm nay là ở phố đi bộ có hai bạn nữ là có xích mích ở trên mạng, rồi sau đó hẹn nhau ra ở đây. Ra như thế này nghĩa là chắc chắn là phạm pháp rồi. Nhưng mà để xem như thế nào. Bắt đầu. Tới chưa? Đi ra là Yến gì đó đúng không? Không phải rồi. Bạn ơi, nói chuyện với bạn ơi. Nói chuyện với bạn chỉ nha bạn ơi. Công an phường tới rồi, chạy đi, cổ khoa công an phường tới rồi. Anh nói cái dép của em đâu, anh nói dép em kia. Đâu rồi? Đấy. Rồi. Có nghĩa là bảo, có nghĩa là tham gia vào việc là ngăn cản bạn gái mình lại, có nghĩa là ôm bạn gái mình lại, chứ không phải là ôm bạn gái kia lại. Thương chưa? Đi về. Đấy. Đấy, hai hot girl. Thưa quý vị là những cái điều này nó vẫn thường xuyên xảy ra trên mạng xã hội vào lúc này. Khi mà những con người họ chưa gặp nhau, chưa biết nhau, nhưng mà họ cứ nói làm tổn thương nhau, để rồi chạm vào tự ái, dẫn tới những hành động thật chứ không còn là ảo nữa. Và cái này chúng ta nên hạn chế. Và chúng tôi nghĩ rằng các bạn trẻ phải suy nghĩ lại mỗi hành động của mình. Cảm ơn em. Rồi, như thế là bên như thế là tạm được đúng không anh? Yeah. Được, như thế là rất đàn ông, không tham gia. Sông Ngọc Linh Công Tung K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam.